Bên cạnh đây là mẫu xe mà anh em mong đợi nhất, đã chính thức có mặt tại các đại lý hết trên toàn quốc, Honda Winner X phiên bản thể thao mới 2022. Đấy, thì mẫu xe này mình mượn từ một người bạn vừa mới đập thùng sáng nay các bạn, tại một cái hết tại quận 8. Thì trước khi đi vào tìm hiểu chi tiết như soi cận cảnh và cái bộ tem mới hoặc nó có gì đặc biệt, mình xin điểm qua cái giá bán lại những cái chương trình ưu đãi để các bạn cùng nắm nhé. Thì giá con này hiện tại đang được đề xuất tại các đại lý hết là 50.090.000 đồng. Đó, ngoài ra hiện tại đây cũng là thời điểm thích hợp để anh em mua, bởi vì nó có được rất là nhiều ưu đãi nha các bạn. Theo mình lúc nãy mình hỏi các đại lý hết sẽ chiết khấu trực tiếp 6.500.000 vào cái giá tiền của xe luôn khi mà các bạn ra biển số tại thành phố Hồ Chí Minh. Và ngoài ra các bạn sở hữu mẫu Winner X bất kỳ, các bạn sẽ được tặng ngay một cái chiếc smartphone Samsung A04s nha bạn, là 100% đều có quà nha. Như việc các bạn mua bản Winner X bất kỳ, tất cả các phiên bản đều được tặng ngay luôn một cái điện thoại Samsung. Và ngoài ra nữa các bạn còn có cơ hội là bốc thăm nha, bốc thăm phần quà phải nói là cực kỳ đặc biệt luôn, giải đặc biệt là 99 chiếc SH350i, 999 chiếc Vision phiên bản mới hoàn toàn mới nha, xe đập thùng hết 999 chiếc Vision. Như anh em thấy nè, về ngoại hình thì được vẫn được giữ nguyên về thiết kế cũng như trang bị động cơ tương tự như các mẫu Winner X V3 theo anh em gọi là Winner X 2022 phiên bản 22 mới nhất đó. Đây, ở cái mẫu mới này anh em thấy nè, cái bộ tem thể thao ha, màu phối giữa màu đỏ, màu trắng, màu xanh hay là màu HRC đó đã được Honda thiết kế lại, phải nói nhìn nó hiện đại hơn, nó đẹp hơn, nổi bật hơn so với cái phiên bản thể thao thế hệ trước. Đặc biệt cái điểm mình thích nhất là phần đầu xe thì đây đã được Honda để đen luôn anh em thấy ha. Thì trước đây là như đây là những cái chi tiết ốp đỏ này nè, những chi tiết ốp đỏ này thì đã được Honda để đen đầu luôn, thì nhìn một phần nào đó nó khiến cho cái đầu xe nó nhìn nó cứng cáp hơn, nó gai chất thể thao xe đua hơn. Và đặc biệt ở đây tem mới ha, đã được phối nhìn nó hiện đại và nó nổi bật hơn cái phần đầu xe ở đây. Ở đây thì nếu các bạn mà thích mà dạng racing á, thích mà đua xe, các bạn có thể dán thêm cái decal số của ở đây ha, con số mà mình yêu thích ở đây ha, là đúc chất xe đua luôn. Đây, những cái đường màu ở đây thì theo mình thấy so với cái bản thể thao ở cái phiên bản trước thì ở cái bộ tem mới này Honda phải nói là đã rất là chăm chút khi mà phối những cái đường line như thế này xanh này nè, thì nó tương tự như cái mẫu siêu phẩm Honda CBR1000 3G SP đó bạn. Rồi, trải dài từ cái phần đầu trải dài xuống đây thì phần tem này cũng đã được Honda thiết kế lại cách điệu cái phần chữ X, nhìn nó đẹp và nó rõ ràng hơn, nó thể thao hơn. Như anh em thấy đây, đây là chữ X đặc trưng của mẫu Winner X đây nè. Phần tem này nếu các bạn để ý là cũng đã được Honda thiết kế với cái chiều hướng, các bạn thấy nó hướng ra phía trước đây nè, nó mang lại cái dáng chồm ha, cái dáng chồm và nó theo cái hướng thể thao của xe. Như các bạn thấy những cái tem ngay phần eo ở đây cũng đã được thiết kế lại nè. Thì xuống tới đây và vuốt ra phía sau luôn. Và chi tiết mình thích nữa là đây, tem nổi Winner X kim loại cực kỳ đáng giá ha, sờ vào nó rất là thích. Và theo mình thấy coi như gần như là phiên bản hoàn hảo nhất của Winner X rồi. Phiên bản thể thao mới này Honda đã phối rất là nhiều chi tiết màu đen để nó tăng thêm cái độ cứng cáp thể thao cho cái mẫu Winner X thể thao mới này. Thì ngoài cái phần đầu xe đã được phối màu đen thì đây hai cái tay dắt cũng đã được Honda cố tình sơn luôn màu đen các bạn thấy ha. Tuy nhiên thì theo mình thấy cái với thiết kế này vẫn còn vướng lắm nha các bạn, khi mình bước lên bước xuống hay vướng vào cái này. Tuy nhiên nếu mà các bạn quen để ý thì cái này không thành vấn đề, thì vì Honda muốn mang lại cái chất thể thao nhất cho cái mẫu Winner X nên với thiết kế này thực sự là về thẩm mỹ thì rất là đẹp. Tuy nhiên về công năng cái gì thì nó hơi vướng víu một tí ha. Bên cạnh đó, một cái chi tiết màu đen nữa cũng đã được Honda phối, đó là thiết kế bô, anh em thấy không? Đây, nguyên dàn bô đen tuyền luôn ha. Từ ốp bô ở đây, ở thế hệ trước nó là ốp bô màu bạc, thì ở đây Honda phối luôn ở trên bản thể thao này là đen hết. Từ ốp bô, miệng bô, miệng bô đã được Honda thiết kế cho chĩa cái hơi xuống ha, không có còn thổi vào mặt người phía sau nữa. Đây cũng là một trong những cái
cải tiến mới trên cái mẫu Win X 2022. Tinh túy nhất trong thiết kế của mẫu Win X thể thao thế hệ mới đó là bộ vành trước sau đã được Honda sơn phủ vàng đồng thay thế cho màu đen ở cái thế hệ trước. Những người bạn của mình đi cái mẫu Win X trước đây á, thì khi mà đi cái bộ tem HRC hay là bản thể thao như anh em thấy ở đây thì đa phần đều về sơn màu vàng đồng như thế này, hoặc là lên mâm đồ chơi vẫn là màu vàng đồng. Thì hiểu được tâm lý đó, ở cái mẫu phiên bản mới này Honda đã ưu ái chiều lòng khách hàng khi mà sơn sẵn luôn cái bộ vành như thế này màu vàng đồng, cực kỳ đáng giá, rất là đẹp mắt. Cái này khi mà các bạn đi ra ngoài trời nắng á, cái màu nó sẽ sáng lên, nó ánh kim lên, nhìn rất là đáng giá, rất là đẹp. Và nói đây là một trong những cải tiến về ngoại hình màu sắc rất là đáng giá, rất là đáng khen. Ở cái mẫu thể thao mới này vẫn được Honda giữ nguyên cái cải tiến đó là Smart Key. Đây, với thiết kế Smart Key thì các bạn chỉ việc nhấn vào và khởi động xe thôi, không cần phải tra chìa khóa. Nó gây ra tình trạng là chạy xước đối với cái ổ khóa cũ, tra vào chạy xước rất mất thẩm mỹ và rất khó tra chìa khóa. Thì ở mẫu mới này đã được Smart Key, một trong những cái cải tiến đáng giá, rất là đáng tiền trên cái thế hệ mới này. Đây, một trang bị cũng được Honda giữ lại ở cái mẫu thể thao mới này, đó là cổng sạc USB rất là tiện ích dành cho anh em thích đi phượt. Các bạn có thể lắp cái bát ở phía trên chân kính ở trên, và các bạn lắp thiết bị di động vào để dẫn đường, và ở đây sạc tiện ích cho anh em luôn. Đối với anh em mà xe ôm công nghệ đó, thì các bạn đây cũng là một trong những cái trang bị rất là hữu ích ha. Và có cái nắp nhựa này luôn để chống nước vào đây nè. Sơn có Ford này thì nói sơn của DID luôn nha, hàng hiệu cao cấp. Thì với cái Ford này thì nó giúp cho giữ cái lượng chất bôi trơn á, ổn định trong cái dây xích này, giúp cho anh em đi đường xa mình bào tua hay như thế nào á, thì cái tuổi thọ của sơn xích nó sẽ bền hơn. Và đây mình sẽ cùng các bạn so sánh ngoại hình với cái mẫu Win X V2, cũng là bản thể thao. Như anh em thấy đây, các bạn thấy thế nào? Đây là mẫu xe đã được mình sử dụng hơn 3 năm nay rồi nha các bạn. Đi tới bây giờ, hiện tại là không có gì để chê. Đây, về ngoại hình với lại bộ tem, anh em có thể so sánh đây ha. Ở cái mẫu tem mới này các bạn có thể thấy là với cái ngoại hình mới, anh em thấy là nó cứng cáp hơn, nó thể thao hơn, rõ ràng luôn. Và theo mình nhìn thực tế ngoài mắt ở đây, cái ngoại hình nó nhìn cũng to hơn hẳn luôn so với cái mẫu V2 bên đây. Đấy. Rồi theo mình đánh giá thì mẫu Win X thể thao 2022 thế hệ mới này gần như là một phiên bản hoàn hảo rồi. Không có gì để bàn cãi nữa về thiết kế cũng như là động cơ. Và đây cũng là một cái thời điểm rất là lý tưởng để anh em sở hữu cái mẫu Win X chạy Tết, vì rất là nhiều chương trình ưu đãi. Xin điểm lại chương trình khuyến mãi nha, đối với anh em mà sở hữu cái mẫu Win X ngay lúc này cho đến hết ngày 23 tháng 1 2023 thì các bạn sẽ được tặng ngay một chiếc smartphone Samsung A04s. Ngoài ra các bạn có cơ hội bốc thăm trúng thưởng rất là nhiều phần quà. Thứ nhất đó là 99 chiếc SH350i. Và nếu các bạn không trúng cái mẫu SH350i thì các bạn sẽ có đến 999 cơ hội để sở hữu cái mẫu Vision mới. Thì ngoài ra các bạn cũng sẽ được chiết khấu 6,5 triệu trực tiếp vào cái giá xe khi mà đăng kiểm ra biển số tại thành phố. Chi tiết về chương trình khuyến mãi các bạn có thể xem cái link mình để bên dưới comment nhé. Thì các bạn có thể ra trực tiếp các đại lý head trên toàn quốc hoặc các đại lý head gần nhà mình để trải nghiệm thực tế, mình ngắm thực tế và được tư vấn các chương trình ưu đãi hấp dẫn. Xin cảm ơn và chào các bạn.